cái mít này, bay bàn trà này. Anh cái gốc mét chít chắc sạch sẽ, cái này nó không già đẹp dài bạn, quả này cái quý đấy, quả này. Đấy, bay bàn trà chưa, đẹp thật chưa, bay là 5 mét bạn nhé. Đấy. Cháu ơi, cây này cái mía, cây nghiêng nghiêng là cái mía sai không? Đẹp quá, xuất sắc. Đổ tự nhiên. Sạch sẽ, cái không có sâu mọt này. Cây này nó chỉ hơn chục năm thôi. Non tơ gốc. Quả. Đấy, rúc rích mùi mít dai quả ngon nhé. Đừng chưa muốn bán nhưng mà mình thích cái này quá. Đấy, cầm. Đấy, con rồng này. Ok, chia sẻ cái mít này là thích là nó vành chăm. Bảy quá đẹp, sạch sẽ, chia sẻ kỹ các bạn, dẹp không có một lỗi gì. Thân. Ok nha, nha.